Thủ tướng lên đường thăm chính thức Hàn Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân sáng nay lên đường thăm chính thức Hàn Quốc ngày 30/6/7, theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, đồng thời là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hàn Quốc kể từ khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ. Tháp tùng Thủ tướng có các bộ trưởng ngoại giao, kế hoạch và đầu tư, công thương, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, văn hóa thể thao và du lịch, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thứ trưởng quốc phòng và đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Lễ đón chính thức dự kiến diễn ra chiều nay. Sau đó, Thủ tướng sẽ gặp những người bạn Hàn Quốc, thăm Đại sứ quán Việt Nam và trò chuyện với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22 tháng 12 năm 1992. Hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược tháng 10 năm 2009 và đối tác chiến lược toàn diện tháng 12 năm 2022. Hàn Quốc duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp, số 2 về hợp tác phát triển, ODA, du lịch, số 3 về lao động, thương mại của Việt Nam. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 76,1 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 25,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế đến tháng 4, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 9.957 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 87 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển ODA. Tổng viện trợ Hàn Quốc dành cho Việt Nam hàng năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại. Năm 2023, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 3,6 triệu lượt. Lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 500.000 lượt. Trong 4 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là thị trường khách lớn nhất đến Việt Nam với 1,6 triệu lượt, chiếm 25,8% tổng lượng khách quốc tế vào Việt Nam. Hơn 250.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng có cộng đồng hơn 150.000 người tại Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.